Mặt cười và hình gì? Hình nhìn trái tim. Thế bây giờ vuốt bên trái tim trước xem là hình gì? Hình gì đây? Hình bông hoa. Rồi, thế bên này mặt cười vuốt lên là hình gì sao nhỉ? Hình trái đá. Được rồi. Mặt cười và trái tim. Bây giờ chọn cho bố nhé. Mặt cười và hình bông hoa. Một bên mặt cười, một bên bông hoa. Làm nào để có một bên mặt cười, một bên bông hoa nhỉ? Mặt cười rồi này. Ừ, thế này một bông hoa xem nào. Quay đây xem nào. Đúng luôn. Đã có mặt cười và đã có bông hoa nhé. Thế bây giờ mặt cười và trái tim. Mặt cười và trái tim làm nào nhỉ? Làm nào để có mặt cười và trái tim? Làm thế về trái tim mình về với ô ô ô.